Với channel Mr. Zero bóng đá vui nhộn. 20 bàn thắng để đời đẹp nhất sự nghiệp của Ronaldinho. Năm 2017, dù đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp từ lâu nhưng Ronaldinho vẫn thể hiện phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời. Anh đã bước sang tuổi xế chiều của sự nghiệp và không còn chơi bóng đỉnh cao mà chỉ tham gia các trận đấu vô hữu. Dù thế nào, mỗi khi xuất hiện, Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý bởi phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời. Sau khi nhận được bóng từ cự ly chừng 35m, cầu thủ người Brazil quan sát rất nhanh trước khi thực hiện cú dứt điểm. Do lên cao so với khung thành nên thủ môn của đội các siêu sao châu Âu đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới, cùng điểm lại 20 bàn thắng để đời đẹp nhất của sự nghiệp của Ronaldinho. Các bạn đừng quên đăng ký channel thứ hai của tụi mình ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Từng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình và sau đó trở thành huấn luyện viên số 1 thế giới khi dẫn dắt Real Madrid lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi vô địch Champions League trong 3 năm liên tiếp. Nhưng Zinedine Zidane từng không tiếc lời ca ngợi Ronaldinho chính là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong suốt sự nghiệp của mình, cựu danh thủ người Brazil đã chơi bóng như thế nào để nhận được những lời khen có cánh như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời thông qua 20 bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của chàng vẫu trong video ngày hôm nay nhé! Sẽ không quá để nói rằng quãng thời gian huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Ronaldinho chính là khi cựu sao Brazil này chơi bóng trong màu áo của gã khổng lồ xứ Catalan và nhiều bàn thắng để đời của Dinho được ghi trong những năm tháng thăng hoa này. Một trong số rất nhiều pha làm bàn đẹp mắt đó phải kể đến cú sút phạt thành bàn trong trận đấu với Atletic thuộc khuôn khổ La Liga mùa giải 2007-2008. Một bàn thắng ở khoảng cách đủ xa, đủ đẹp, đủ chính xác và đủ đẳng cấp để tạo thành một siêu phẩm đưa bóng vào góc chết khung thành. Nói về pha đá phạt thần sầu này có lẽ chỉ đơn giản là không thể cản phá. Cũng trong một trận đấu với bên kia chiến tuyến là Athletic Bilbao trong mùa giải 2003-2004, sau những nỗ lực cứu bóng, huyền thoại sinh năm 1980 có một pha lốp bóng vô cùng tinh tế khiến cho mọi nỗ lực của hàng thủ đối phương đều trở nên vô nghĩa. Không chỉ ghi bàn từ những pha đá phạt có toan tính trước, một trong những điều mà người ta nhắc tới Rooney như một khả năng thiên bẩm đó là những khoảnh khắc ngẫu hứng một cách thiên tài. Trong trận đấu với Valencia trong mùa giải 2004-2005, siêu sao mang áo số 10 của Barca khi ấy đón một đường chuyền và chỉ mất chừng 2 giây để quyết định và chỉnh lại trái bóng. Anh tung ra một cú sút từ ngoài khu vực 16m50, đường bóng căng và chuẩn xác đến mức pha bay người của thủ môn đối phương chỉ là một cách làm nền cho sự ra đời của một siêu phẩm. Mùa giải 2004-2005 có thể xem là mùa giải thăng hoa nhất của Ronaldinho khi phù thủy người Brazil liên tục sở hữu cho mình những bàn thắng để đời. Và bàn thắng mà Robo ghi được trong trận đấu với Racing chính là ví dụ điển hình cho những phẩm chất thiên tài mà cựu tiền vệ Barca từng làm say đắm cho biết bao nhiêu người yêu bóng đá. Từ việc lừa bóng bằng kỹ thuật Elastico trứ danh đến pha dứt điểm dứt khoát hạ gục thủ môn, Ronaldinho đều thực hiện một cách hoàn hảo, như thế đó là sân khấu chỉ của riêng anh. Với những người yêu mến thứ bóng đá ma thuật mà ảo thuật gia trên sân cỏ mang đến, chắc chắn họ sẽ không thể nào quên được tình huống huyền thoại Ronaldinho biến một trong những hàng thủ của Đức trở thành những người làm nền cho một siêu phẩm. Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một tình huống đá phạt như rất nhiều tình huống mà Robo đã thực hiện trong suốt cả sự nghiệp của mình. Nhưng nó đủ độ khó và đủ đẳng cấp để thủ môn chỉ có thể đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình, Rooney ghi 66 bàn thắng từ chấm đá phạt và rất nhiều trong số đó trở thành những siêu phẩm khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến danh thủ Brazil.
trận đấu với Real Betis mùa giải 2007-2008, thậm chí anh còn ghi được đến 2 bàn thắng từ những tình huống đá phạt, và cú đúp này đều có tên trong danh sách những bàn thắng để đời của cựu tiền vệ Samba trong màu áo Barcelona. Ghi bàn từ những tình huống cố định bên cánh trái, cánh phải hay từ khu vực giữa sân chưa bao giờ là vấn đề với đôi chân tài hoa của Ronaldinho. Trong trận đấu với Osasuna mùa giải 2003-2004, Ronaldinho có một pha làm bàn vô cùng ấn tượng. Bàn thắng này được coi là một trong những khoảnh khắc tài hoa trong sự nghiệp quần đùi áo số của cựu danh thủ Brazil. Màn ảo thuật tân bóng qua đầu hậu vệ đối phương, rồi xoay người tung cú volley giữa vòng vây của hai cầu thủ bên phía Osasuna, khiến thủ môn đối thủ ngỡ ngàng khi trái bóng bay vào lưới. Và đây chắc chắn cũng là khoảnh khắc mà những người có mặt trên khán đài hôm ấy không thể nào quên được. Một trong những bàn thắng mang đậm dấu ấn của Ronaldinho trong các cuộc đối đầu với Sevilla khi danh thủ này còn khoác áo Barca chính là tình huống đi bóng điều nghệ vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ bên phía Rosi Blancos, rồi tung ra một cú sút xa cháy lưới thủ môn đối phương. Tốc độ, sự nhanh nhẹn, khéo léo, nhãn quan xuất sắc đến tầm vóc của một siêu sao hội tụ đầy đủ trong pha bóng này. Đây chính là lý do vì sao Rooney khiến biết bao người mê đắm đến vậy. Minh chứng rõ nhất về một phù thủy bóng đá chính là pha làm bàn cực kỳ ấn tượng của Ronaldinho trong màu áo đội tuyển Brazil trong cuộc chạm trán với Haiti. Với một pha xoay người đi bóng trở thành thương hiệu và sau đó vượt qua cả thủ môn để sút bóng vào một khung thành bỏ trống, huyền thoại bóng đá Brazil một lần nữa biến tất cả các cầu thủ trên sân thành những đứa trẻ bởi một đẳng cấp quá khác biệt. Với những dấu ấn quá lớn đối với lịch sử làng túc cầu, chẳng ai có thể quên được hình dáng rô vẩu lướt đi cùng trái bóng trên sân, ngay cả khi siêu sao này đã nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Những pha làm bàn đẳng cấp của một đôi chân thiên tài, những màn ăn mừng đầy cảm xúc hay những điệu nhảy ngẫu hứng cùng nụ cười vô tư trở thành thương hiệu của chàng vẩu chính là di sản mà bóng đá thế giới may mắn có được. Và đối với người hâm mộ, được xem Ronaldinho thi đấu cũng chính là một đặc ân. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về huyền thoại bóng đá người Brazil này? Đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng một bình luận bên dưới nhé. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.